Về phía tỉnh Nghệ An, chúng tôi cam kết sẽ luôn sát cánh, đồng hành cùng nhà đầu tư và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, tốt nhất về chính sách, môi trường đầu tư. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam và các sở ngành chức năng liên quan cùng chính quyền địa phương nơi đặt dự án tiếp tục quan tâm, phối hợp hỗ trợ, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc, những kiến nghị đề xuất của nhà đầu tư để sớm hoàn thành đưa dự án vào hoạt động có hiệu quả. Và ngay bây giờ, 3, 2, 1.